Xin chào quý vị và các bạn nha. Mình đang trải nghiệm cái điện thoại Samsung Blog đời cao nhất năm 2020. Rất là tuyệt vời. Các bạn xem hình ảnh rất là đẹp và nét căng. Đầu năm chiếc điện thoại này ra năm 2020 với cái giá rất là hot, 24.500.000. Và bây giờ mình đang trải nghiệm chiếc máy Samsung Blog tại cửa hàng điện thoại đường Giải Phóng. Quý vị xem với một 4 camera và độ phân giải cực cao luôn, dành riêng cho những siêu YouTube. Các quý vị lên sử dụng chiếc máy 24.500.000 này với độ phân giải cực kỳ siêu LED. Rồi, mình tạm thời chia sẻ quý vị nhé.